biệt nhất của mình là cơm gà hay là mì xào giòn anh? Mì xào giòn, đặc biệt giòn. Là mì xào giòn với hủ tiếu xào. Hủ tiếu xào là hai món đặc biệt đấy ha. Hello, xin chào và tốt tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ăn các món ăn của người Hoa nha các bạn. Tiệm ăn Hân Gia Ký. Chúng ta sẽ đi ăn các món này nhé. À, mình xin giới thiệu một chút xíu về điểm ngày hôm nay nhé. Ở đây là đường Nơi Thăng Long nha các bạn. À, cuối đường này là đường Phan Đăng Lưu. Cuối đường này là đường Phan Đăng Lưu nhé các bạn. Còn ngược hướng này lại này, cuối đường này là đường Lê Công Định nhá. Và quán ở trong này. Quán này các bạn ạ. Hiện tại thì mình thấy trong quán đang có hai đầu bếp là làm liên tục luôn. Các quán ăn của người Hoa thì có một cái điều đặc biệt là khi mà các chúng ta ngoài việc ăn ra thì chúng ta có thể coi người ta chế biến ở đằng trước. Rất là thích. Thực sự đi ăn mà được coi người ta nấu, mình nói chung là ăn nó sẽ cảm thấy nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. À, đây các bạn ơi, đây là cái menu của quán nha, các bạn có thể tham khảo qua nhá. Mì, hủ tiếu, miến bún nha. Đấy, giá thì mình thấy từ 55 cho tới 65 ngàn. Đấy. Bên này thì có các món về súp, về nuôi, về tôm, về canh, mực, cật. Thì có giá từ 35 cho tới 75 ngàn nha. Còn bên này thì có các món cơm. Món cơm rồi món các món về cánh gà, các món về bò thì cũng có giá từ 50 cho tới 75 ngàn đấy. Wow, ngoài ra bên này có món lẩu các bạn ạ. Đây có lẩu hải sản, lẩu thập cẩm và lẩu thái thì có giá là 200 ngàn. Và các món về gan, các món về sườn, các món về rau muống xào rồi cả từ phương Bắc luôn đấy. Thì đây thì mình thấy là cái mức giá thì nó từ 35 cho tới 75 ngàn nha. À, đây các bạn này, nãy vừa tìm cái địa chỉ quán đâu. Đây thì mình thấy trên cái này có địa chỉ quán luôn nha. Quán này nằm ở số 56 đường Nơ Trăng Long, phường 14 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Rồi nha, nói chung đây là cái menu các bạn có thể tham khảo nha. Tiếp tục qua cái ảnh đầu bếp biểu diễn. Món này là món gì vậy anh? Nuôi nhiều loại nuôi lắm, nuôi bò, nuôi gà, nuôi tôm, nuôi cẩm. Còn anh đang làm món nuôi gì? Này anh đang làm nuôi bò. Nuôi xào bò hả? Hủ tiếu xào. Món này là món gì đây? À, bún gạo xào hành cẩm. Bún gạo xào hành cẩm. Dạ. Wow. Anh tên gì đây anh? Tâm Tâm. Anh Tâm hả? Dạ. Cái này là một phần một phần nữa anh hay là hai phần? Một phần. Phần này nhiêu tiền anh? 55 em. 55 ngàn. Ôi các bạn tham khảo một phần 55 ngàn một quán nha. Bán mình là bán cả ngày luôn đó anh? Không, 1 giờ mở cửa bán tới 1 giờ tối. À, 1 giờ chiều tới 1 giờ tối. Rồi.
mình thấy một phần ở đây rất là nhiều các bạn ạ, rất là nhiều. Món này là món gì vậy anh? Mì xào giòn. Mì xào giòn. Đúng rồi, anh đang làm một cái chảo mì xào giòn rất là hấp dẫn các bạn. Để cái màu sắc rồi đấy, bắt mắt quá rồi. Ôi ôi, chảo quá trời luôn. Món gì đây anh? Cơm trường chua ngọt. Phần này là nhiêu anh? 55. 55. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng quay nhiều nhất những cái phần cơm của quán cho các bạn tham khảo nhé. Phần này là 55.000 nhé. Đó là cái phần cơm, phần đồ ăn riêng, còn phần cơm là tính riêng nhé. Hay luôn. Củ gạo này là 2 người hay là ba? 4 người đấy. Tính ra là quán mình là cái món nào là khách ăn nhiều nhất vậy anh? À, mình xào giòn. Mì xào giòn là best seller của quán mình ha. À, hủ tiếu xào. Mì xào giòn là hủ tiếu xào. Rồi cơm gà rô ti ngâm thuốc bắc á. Vâng, gà rô ti ngâm thuốc bắc. Cái này mình có bán qua cái app nào không anh nhỉ? Không, nào giờ anh không bán khách mối với khách dẫn lại còn không có app. Nếu mình không bán app rồi mình có bán giao hàng không anh? Mình giao để quen, giao bằng gần anh giao. Vâng, nhưng còn xa quá không giao. Ví dụ như khoảng bao nhiêu cây số là mình giao anh? Tùy theo nhiều hết à. Vâng, ví dụ như là khoảng bao nhiêu phần là mình giao? 5. 5 phần? 50 số đổ lại. 50 số đổ lại. Như vậy là quán của anh là bắt đầu 5 phần đổ lên anh mới giao nha. Và trong vòng 50 số đổ lại nhá. Không xa quá, không giao. Ở đây là Bình Thạnh thì như vậy mình nghĩ là anh sẽ giao khu vực quan trọng nhất. Rồi quận 2, Bình Tân, Tân Bình đó nha. Anh ở dưới em thấy có một cái lồ nước lèo to tướng, đó là cái này mình nước nước gì anh, nước nước dùng à? Không, cái nước này anh luộc gà, gà mà gà tươi á. Dạ. Anh luộc xong rồi cái lấy cái nước này á làm nước lèo. Vâng. Nước lèo để anh nốt vô mình xào cho ngọt đó. Dạ. Thì có xương ba cái xương gà đâu nữa, với chân gà đâu đó nấu dột làm nước lèo. Dạ. Lấy nước có để mình xào ba cái hủ tiếu bị giòn nữa. Ngon. Dạ. Tính ra quán mình được lâu chưa anh? Mấy nếu quán này tồn tại chắc cũng 30 năm. 30 năm rồi. Là ngày mới ra là mình bán đây luôn anh. Lúc trước là bán bên kia 31 Đình Long đó, mình có diện á. Bên đây bán đây cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Tính tiền vậy chưa? Đèn chỗ luôn các bạn. Quán mình được khoảng 100 món không anh? 7 mấy món. 7 mấy món. Khá là nhiều. Ăn nếu cứ ngày ăn món là 7 mấy món là ăn hơn 2 tháng đấy hết. Quá trời ơi. Ở bên kia em thấy anh mình làm cái chồng trước như vậy cái gì làm gì anh? Nó chuẩn bị á, thứ 7 chủ nhật nó đông lắm. Thứ 7 chủ nhật đông lắm. Ví dụ hôm nay là chống nó đông lắm anh. À. Thế là quán mình là có mì xào giòn, rồi là cơm gà thuốc bắc. Cơm gà, rô ti, ngâm thuốc bắc, rồi cơm bắc củ, cơm hoa kỳ, cơm tay, nhiều loại là cơm á. Rồi, có cơm hoa kỳ luôn. À, rồi gà ác, tiền, thuốc bắc, rồi nói chung nhiều loại như người Tàu á. Dạ. Mình là chuẩn bị làm món gì đây? Bột lăn bột. Vâng.
đây mình thấy người ta làm vùng bếp hè các bạn, cái lửa rất là mạnh. Giòn thì em chủ nó coi, tổng cộng hai giòn hai chủ á, gà luôn. Trong hồi xưa bán ngon lắm, hồi xưa ít tiệm á, ta ăn cái ghê lắm, bán được lắm. Bây giờ giảm nhiều tiệm ta ra đó, dạ. Bán cũng giảm bớt rồi, chứ đó là bán liên tục. Ngày xưa mà có khi nào mà anh sang đây bán, khi nào mà khách mà người ta đứng kín hết chỗ này cho anh? Có chứ. Vâng. Mấy ngày lễ rồi bình thường không có chỗ khách đi qua gì, không có chỗ. Vâng. Ốc heo anh. Sốt ốc heo. Wow. Nhiều món lạ quá bạn ơi. Phần này là nhiêu anh? 35. Ô phần này này á. Phần này mình nhìn là ốc heo phải mắc chứ. Cài luôn. Cái này là phần bên này là món gì đây? Mì xào giòn á. Wow, những cái đảo hấp dẫn quá. Năm cái chào quá trời đầy luôn. Ở bên trong cái mì xào giòn đó nó gồm thì cái gì vậy anh? Hả? Ở bên trong cái mì xào giòn đó nó gồm thì cái gì trong? À, bao tử, gan, nạc, da heo, nấm đồng cô, tôm, mực. Nhiều ha. Nhiều thứ quá trời luôn. Anh Dũng đây luôn phải không? À, vậy là ăn chứ không có về nha con. À, rồi các bạn này, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần, gọi là hai cái phần gọi là được khách ăn nhiều nhất ở quán luôn.
một phần cơm và một phần mì xào giòn. Đây các bạn này, đây là một phần cơm này. Đây là món cơm có cơm chiên. Có cái phần đùi gà đặc biệt của quán đó là đùi gà hầm thuốc bắc. Đấy. Một đĩa cơm rất là đầy đặn như thế này thì có giá là 55.000 nha các bạn. Một cái đùi gà góc tư rất là lớn bằng cái đĩa cơm luôn rồi. Đấy. Và bên này là cái phần này cũng có giá là 55.000. Cùng là món được khách gọi nhiều nhất trong quán đó là món mì xào giòn. Đấy, một cái đĩa rất là phù phê luôn các bạn. Cực kỳ nhiều luôn. Đấy, thì phần này thì cũng có giá là 55.000. Quá trời nhiều luôn các bạn ạ. Nghe nói gà đây rất là ngon cho nên mình có thể kêu một cái đùi gà. Đây là một phần gà góc tư nha. Phần này thì cũng có giá là 45.000. Quá trời thơm luôn. Đấy. Nói chung là cái cảm quan ban đầu thì mình nhìn thấy là một cái đĩa cơm và một cái đĩa mì nó khá là gọi là đầy đặn hơn khá là nhiều. Mới nhìn thấy là thấy no rồi các bạn ạ. Đấy. Ở bên cạnh đó thì bên này thì mình thấy là người ta cho có một cái hũ giấm, một cái hũ gọi là ngâm ớt và tỏi. Đấy. Ớt với tỏi. Thường thường các bạn đi ăn với các món của người Hoa là hay có cái hũ ớt tỏi này. Và một cái điều đặc biệt hơn đó chính là cái phần giấm tiều này này. Các món của người Hoa thì sẽ có cái hũ giấm tiều này nha. Và cái và nước tương. Đấy, cái tỷ lệ pha của nó thì tỷ lệ là 3:1 nha các bạn. Cái này là mình được một anh đầu bếp người Hoa chỉ lại cho mình cái tỷ lệ pha. Tức là 3 tương 1 giấm. Thì nó sẽ có một cái chén nước chấm rất là ngon. Đấy, còn đây nước tương cho vào 3 phần. 3 tương 1 giấm. Rồi, sau đó thì cho thêm một chút xíu tương ớt vào. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái chai nước chấm cực kỳ. Nói chung là những cái điểm thì nó phù phê các bạn này, rất là phù phê. Nhưng mà mình sẽ thử trước cái phần đùi gà trước này. Nói chung là thịt gà đây là đặc biệt này. Ôi. Gà này là anh làm gà chiên. Anh chiên cho nó giòn cái ngoài mà bên trong thịt gà nó vẫn ướt mềm các bạn này. Này mình phải dùng tay mình xé ra, các bạn thấy không? Lớp da ngoài nó giòn, còn bên trong nó vẫn chịu được độ ướt mềm của gà. Thấy gà chiên như vậy là quá tuyệt vời. Rất là thơm. Thơm lắm. Nó thơm. Nó thơm dịu nhẹ mùi thuốc bắc thuốc nam á. Nói chung là miếng gà nó giòn phía ngoài và nó ướt mềm phía trong. Ở trên thì mình thấy anh có phủ lên một lớp tiêu nhẹ các bạn ạ. Một ít tiêu phía trên. Nó là dậy cái mùi luôn. Mời cả nhà nhá. Ăn nó giòn nhẹ phía ngoài. Nó thơm mà nó ngọt thịt ở phía trong. Cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Anh chiên sao mà cái gà nó giòn ở phía ngoài mà nó không bị khô. Nó vẫn được giữ được cái độ ướt mềm bên trong á. Gà rất là ngon. Thay vì ăn gà KFC một lần nào đó các bạn vô kêu cái đùi gà này ăn thử xem. Lúc này mình để ý mình thấy hình như anh không có tầm cái gì hết trơn. Nhưng mà mình thấy anh chiên xong cái lớp da ngoài nó cực kỳ giòn nha. Và ở bên trong á là cái thịt gà nó vẫn ướt mềm. Và rất là thơm. Thơm mùi thuốc bắc thuốc nam rất là thơm. Cảm ơn anh cái này. Cái này là nước tương của người Tiều. Ôi. Chấm thêm một nước tương nó dậy mùi quá. Nha cái phần gà nha. Nó giòn với ngoài mà nó vẫn ướt mềm với trong. Nó không bị khô. Cái hay của anh đây là anh làm sao mà nó không bị khô. Nước thì gà quá uy tín luôn. Ăn gà ngon quá.
Ở đây thì có rất là nhiều món nha, các bạn có thể gọi món nào tùy ý nha. Nhưng mà lúc này mình hỏi anh thì anh nói cũng khá là nhiều món ngon rồi, trong đó có hai món này, mình gọi hai món này. Chứ còn nhiều quá trời ăn hết. Ở đây thì cơm chiên các bạn. Hạt cơm rất là tơi nha. Tơi mà không bị khô. Cơm rất là tơi và mùi khô mà trong mình cảm nhận là trong cơm ấy, hình như có nêm một chút xíu đồ ăn rồi các bạn ạ. Ăn cơm không mình thấy vừa ăn nè. Bây giờ quay trở lại chính với cái điểm mì hôm nay nè các bạn này, 55.000 phần này nha. Đây thì mình thấy có mực nè, đấy rồi có con nấm này, rồi có cật này, đấy rồi có thịt này, có tôm này, rồi có da heo này, rồi có dạ dày này, có gan này, tim gan cạch, đấy có tôm này, rồi ở dưới là mì xào giòn. Phía bên này là một lớp mì ở dưới nha, mì này được chiên giòn lên. Mì được chiên giòn lên. Cái phần mì này mình nghĩ là phải hai người ăn mới hết các bạn. Còn đối với mình là thì là biết ăn có hết không, mà mình nghĩ đây là một phần này một người đàn ông phải khỏe ăn mới hết. Ở đây mình thấy người anh sử dụng sợi mì nhỏ các bạn, rất là giòn. Trong cái phần mì xào giòn đó mình thấy là anh cho khá là nhiều rau. Không biết bắt đầu ăn từ cái gì luôn. Nói chung là cái đĩa mì xào giòn này rất là chất lượng các bạn ạ. Đây là mực nha. Đảo quá. Ở đây mình thấy anh làm cái nước sốt rất là vừa ăn các bạn ạ. Cái phần mì chất lượng của các bạn ạ. Cái phần mì mà chưa chín nước sốt nó sẽ rất là giòn. Nhưng mà khi nó chín nước sốt vào rồi á, bắt đầu nó mềm ra, nó vừa dai dai giòn giòn. Rất là ngon. Bởi phần này mình thấy người ta cầm con tôm như thế này. Nói chung mình thấy cái phần mì xào giòn khá là nhiều topping nha các bạn ạ. Tôm này người ta lột vỏ à. Có một cái lưu ý nha các bạn. Nếu mà để ăn mì ngon hay cơm ngon thì các bạn phải biết pha cái chén nước sốt rồi nha. Rồi cái chén nước tương, nước giấm tiều á. Nói chung là thịt rất là nhiều các bạn ạ. Topping rất là nhiều, 55.000 một đĩa rất là lớn. Đấy, đây là cái phần thịt heo này. Thực ra thì ăn không cũng rất là vừa ăn rồi. Nhưng mà để nó dậy cái mùi hơn thì các bạn có thể chấm thêm với cái nước chấm mà mình mới pha đó. Có một cái điều rất là dễ nhận thấy nha. Tức là những cái món của người Hoa á, nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn món của người Việt. Nó cao hơn khoảng 10.000 đến 20.000. Nhưng mà bù lại được một cái là cái đĩa cơm của người Hoa hay là cái đĩa mì của người Hoa nó rất là đầy. Nó nhiều hơn. Nó cao giá hơn và nó nhiều hơn. Đấy. Các bạn thấy đĩa cơm này. Đĩa cơm 55.000 nó cao thường thường đĩa cơm của bên các món của người Sài Gòn thì mình thấy nó ít thôi. Nó giá nó tầm khoảng 30-40 nhưng mà của người Hoa là lên 50-60, nhưng mà bù là một cái nó rất là nhiều. Cái sốt anh làm ngon quá. Thơm. À nó hơi không hơi béo béo nhẹ. Dạ heo và cạch nha các bạn.
cật là tức là quả thận á. Đấy. Cái nước sốt của nó mình thấy mình ăn mình cảm thấy cái vị hơi mà ngọt ngọt và nó dịu lắm, nó không có bị gắt, nó dịu và mình thấy có cái hậu chua nhẹ không phải các bạn ạ, hay là không biết là do mình chấm cái này có vị chua nhẹ hay sao, nói chung rất là dễ chịu, ăn rất là dễ chịu. Ăn hết nó có dương nửa dừa gì mà thấy no rồi các bạn ạ. Chắc phần này chắc mình phải gói mang về quá. Ở trong này mình thấy còn rất là nhiều cái món có cái tên khá là lạ luôn. Như cái món mì xào Hoa Kỳ hoặc là cái món thịt gà ướp cái gì đó. Nhưng mà mình chưa có cơ hội ăn thử, chắc một lần nào đó về đây mình sẽ ăn thử thêm một số món đó. Nhưng mà trước mắt thì hôm nay thấy gà rất là ngon, gà và mì rất là ngon. Khách là đông các bạn ạ. Ở đây thì các bạn có thể ăn ở dưới hoặc là ăn trên lầu nhá. Nói chung là nãy giờ mình ăn cũng gần hết rồi các bạn ạ. Nên cái phần này chắc là trong một đống gói mang về có nó nhiều quá, nó không hết. Ở đây thì mình ăn thì mình thấy là cái đầu tiên là về nó cái gà. Cái gà đấy rất là ngon rồi, hôm nay có rất là nhiều món nhưng mà mình ăn hai món thì mình thấy khá là ok. Đầu tiên là cái gà này, cái gà đây người ta chiên mà nó giòn phía ngoài và nó mềm phía trong, vận chuyển được độ ướt mềm của gà phía trong. Và cái thứ hai là cái thịt gà đấy người ta ướp rồi người ta hầm thuốc bắc nó rất là thơm. Ăn thì nó có ăn không nghe thì mùi cái mùi gà nhiều, nó dậy lên một cái mùi thơm thơm thuốc bắc rất là dễ chịu, gà rất là ngọt gà. Và cái phần thứ hai là về cái phần mì xào giòn rất là ngon, khẩu vị ăn khá là vừa ăn theo cảm nhận của mình. Và đặc biệt là mình thấy là về phần chất lượng khá là chất lượng, các bạn không biết các bạn thấy như thế nào, nói chung là mình thấy khá là chất lượng, gà ngon, cơm cũng ngon. Ở đây thì có nhiều món, các bạn có thể thử món nào tùy nha. Nếu các bạn xem video này mà thấy thích món ăn này thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này các bạn có thể ghé vào mua phần ăn thử xem như thế nào nha, rồi cho mình biết cái đánh giá luôn nha. Video này thì cũng dài rồi, chắc mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha, đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Video Ăn Gì nha. Không, bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn ạ. À, quá trời luôn, vô quán của người Hoa ăn cơm mà những báo no luôn rồi. À, cái hiệu của người Hoa. Món này là món gì đây anh? Mực lăn bột. Mực lăn bột. Nuôi bò chiên ốp la vậy. Mì xào giòn lấy bò bò, mì giòn bò. Mì xào giòn bò.
hai súp về hải sản có chưa? Chú này gì con? Chào con Mạnh về nè. Trong không hành có chưa? Cơm tây, cái tỏi gà với miếng bò này nè. Cơm tây bằng nha. Ngày xưa anh có đi học ở bếp gì không? Mà nó là nhiều món chứ này. Hả? Ngày xưa anh có đi học ở bếp gì không? Không, cái nghề gia truyền á. Nghề gia truyền ha. Đây đây. Con mới sáng đây nè, về có chưa? Gà không?
Món này là món gì anh? Miếng xào cua. Miếng xào cua. Đó là món bò. Món bò. Đó là món bò, xào bò, miếng xào bò. Món này món gì anh? Này bò xào rau muống. Bò xào rau muống. Đây là một hộp toàn mực không là có giá là 75 ngàn này, lúc này anh vừa chiên xong đấy.